Ủa sao trong nhà quan mà lại có một ông cụ ngồi trong mùng đội nón bảo hiểm không nói chuyện, nhìn ra ngoài như thế này nè, nhìn thấy ghê quá. Mới đầu vô mình hết hồn luôn á, không biết nguyên nhân như thế nào mà tại sao mà ông cụ lại ngồi trong mùng mà đội nón bảo hiểm mà không nói chuyện như thế này. Mọi người đi ngang nhìn thật sự cũng rất là sợ luôn á. Không tính quen con người ta rồi, ba không cưới người ta không chịu gả, ông cũng không được bình thường đó. Người ta không gả rồi tự nhiên ông bệnh, sắp bệnh luôn. Vậy là ngày xưa có nghĩa là giống là ông cụ này là cũng đẹp trai đúng không? Rồi bắt đầu đi hỏi vợ mà người ta không gả. Ta không gả. Lúc đó là ông đã bị hơi hơi rồi. Ông này ông bị cái gì nè, cận thị. Cận thị á? Ừ. Rồi người ta không gả. Bị cận thị mà không gả. Ừ. Rồi có phải là lý do vì như vậy là ông mới buồn quá ông mới thành ra như vậy không? Ừ, ông buồn quá ông bệnh tới tới luôn đó, rồi bắt đầu cưới vợ em là ông bệnh nhiều thêm đó. Đàn em cưới vợ là ông bệnh tới luôn tới giờ luôn. Xin chào, rất vui được gặp lại toàn thể quý khán giả trên kênh Chúc Bụi Vlog. Kính thưa quý khán giả, lúc này thì Hậu đang có mặt tại gần lỗ tẻ Gạch Giá. Trên đường đi quê thì vô tình mình bắt gặp được một cụ ông đang sống trong một cái căn nhà hoang, mà cái nơi ông ở thật sự rất là đặc biệt luôn. Bây giờ để tìm hiểu coi nguyên nhân cuộc sống của ông như thế nào, tại sao mà ông sống một mình ở trong này. Cô chú anh chị mình có thể thấy cái nơi mà ông cụ đang hiện tại đang sống nè, trong cái mùng của ông luôn. Đó, cái nơi ông đang ngủ rồi cái căn nhà của ông luôn. Hiện tại thật sự là nó là như một cái bãi rác luôn. Nó là một cái nơi gọi là tập trung rác thải luôn cô chú anh chị, nhìn thấy ghê lắm. Mời cả nhà chúng ta cùng theo dõi tiếp video ha. Vô cho con hỏi thăm xíu được không? Vô trong nhà cho con hỏi thăm xíu. À, rồi. Đi ông lộn đó rồi, cái nhà này. Quá trời luôn cô chú anh chị ơi. Sao đồ đạc ở đây nhiều vậy không? Ở trên cái giường ông kìa. Wow, ông ngủ đây luôn hả? Ông nằm đây ông ngủ luôn hả? À. Rồi rồi ông tên gì ông? Cái gì cơ? Trần Văn Công. Cơm hả? Wow, quá lạ cô chú anh chị ơi, tiếp lần đầu tiên mới thấy luôn. Chú nằm đây chú ngủ luôn hả? Trời ơi, khách nói thôi. Ông năm nay được bao nhiêu tuổi rồi? Sáu mươi hai tuổi. Ông sống ở đây lâu chưa? Từ nhỏ đến lớn là ở đây luôn. Rồi cái nhà đẹp như thế này mà bỏ không về hả? Là nhà ông hay là nhà người ta? Nhà của ông luôn. Rồi vợ con ông đâu rồi? Đi ra ngoài sống hả? Còn vợ ông đâu? Trên tay em còn miếng miếng kìa. Ông vợ đâu rồi? Tên Trần Quang Liêm. Trần Quang Liêm hả? Không, ý là con hỏi là vợ ông đi đâu rồi? Bà xã. Bà xã vợ ông đi đâu rồi? Trong khi đó thì mày cứ mở này cho con coi được không? Bắt đầu cái này từ đây rồi. Bên trong đường sau kia có ai ở không? Không có ai hả? Ông dẫn con vô lấy thăm nhà trong đó được không? Vô đường sau đi. Ông dẫn con đi, ông đi trước đi. Đấy là, ý là đi vào đường này hả? À đây đây, phải tháo lôi cái đường, lôi phụ ông cái đường ra để đi vào đường này. Có nghĩa là mình phải lôi cái đường ra thì mình mới đi đường này đấy không? Đi vào đây này. Đi vào phía bên trong này.
Trời ơi. Cái nhà của ông cụ đang sống một mình. Wow. Quá lẻ của chú anh chị. Trời ơi. Nơi tập kết gác. Nhà ba không ngủ đâu mà. Kính thưa quý cô chú anh chị và các bạn, nãy giờ cô chú anh chị mình cũng có thể thấy từ ở ngoài đi vào bên trong cái căn bếp của cái căn nhà này thật sự rất là mới. Thì theo thông tin mình được biết á, cái căn nhà này hiện tại là một cái căn nhà của em ruột của chú này. Chú này là chú đang sống đậu ở trong cái căn nhà này là do một người em cắt lên ở trong một cái miếng đất mà gọi là đất ruộng của mình. Thì cái khu này nhà nước người ta không cho phép để mà cắt nhà. Thì gia đình có dự kiến là cắt cái căn nhà này cặp bên cái lộ mới mở luôn ở gần khu lỗ tẻ để mà người ta mua bán kinh doanh mua bán ăn uống ví dụ. Nhưng mà trong cái khu này nhà nước không cho cắt tại nó là đất ruộng, không được lên cắt cái nhà kiên cố như thế này. Chính vì vậy mà người ta không cho phép sử dụng mua bán gì hết, buộc lòng gia đình phải về đi hết đó, về ra ngoài khu lỗ tẻ ở. Thì cái căn nhà này hiện tại còn sót lại một ông cụ đang sinh sống ở trong đây. Được biết thì ông không có vợ, không có con. Ông bị cận thị nữa cô chú anh chị. Nó sống ở đây thì cô chú anh chị em mình thấy có thể là cái căn nhà này, cái nơi ông đang ngủ ở đây, nó là một cái khu gọi là tập trung rác thải luôn. Đó. Cô chú anh chị em thấy cái giường ngủ của ông nè, khủng khiếp. Lần đầu tiên mình mới thấy luôn. Vừa xương, vừa đồ dơ, rồi vừa ba cái tàn thuốc. Phải nói là khủng khiếp. Mùi nực nồng luôn cô chú anh chị. Ông cụ thì ông rất là hiền, mình hỏi ông cha không có trả lời. Đó, hút thuốc mà cho đến cỡ này luôn. Ông đi hết nổi rồi. Mình nghe ở địa phương gần đây người ta nói là ông cụ này sống đây để chờ chết thôi. Nhìn rất là tội nghiệp. Bây giờ sống ở đây chỉ có một mình cô độc thôi, ai cho cái gì thì ăn cái nấy. Ông sống ở đây một mình bao lâu rồi? 26 năm á hả? À, về bên bài. Về đâu? Về bên bài. À. Về bên bà. Vẫn là vợ về bên vợ, về bên nhà vợ hả? À, rồi con đi theo mẹ luôn hả? Rồi nhà này là nhà ông xây hay người ta xây? À, bà thằng Hải. Ai xây cái nhà này? Thằng Hải. Người ta xây hả? Dạ. Ủa sao đó, có phải nhà của ông không mà người ta xây? Ông này chắc là không phải là nhà ông rồi đúng không? Trời ơi, thơm nước này. Hôm nay ai mua rau đây? Có là ta quốc luôn đây nè. Sáng cái đồ ăn gì chưa? Chưa. Chưa ăn gì hả? Có đói không? Không có đói không? Con đói con mua cơm cho. Mua cơm nha. À, rồi mua gì nữa không? Nước uống. Mua nước uống hả? Uống nước suối hay uống cái gì? Nước suối dưới chân đồng quán tròi này. Nhà này là người khác xây chứ không phải ông xây hả? Nếu vậy thì đây đâu phải là nhà của ông. Đúng không? Ông. Đây có phải nhà ông không? Thấy ông cụ nói chuyện kiểu là hơi không rõ này, không biết như nào luôn. Ông nói là nhà của ông, nhưng mà lại là người khác xây. À, vẫn có điện có đóm này. Và trong cái đó thì những cái lạc phòng ở đây thì bị gõ, bị đập phá, bị táo hết rồi này. Đó, trong cái đó thì cái nhà này mình thấy thì nó khá là mới toanh luôn. Thì tân hôn gì đấy. Nhà này theo như mình nghĩ thì nó nằm ở trong cái diện mà giải tỏa. Đúng không?
Nhà này là đất này nhà nước mấy rồi đúng không? Ông ơi, đúng không? Con ông mấy đứa? Một. Một đứa hả? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Trần Quý Sửu. Quý Sửu hả? Quý Sửu là bao nhiêu? Nó lấy vợ chưa? Có vợ. Có vợ rồi là lớn rồi đúng không? Mà nó có biết ông ở đây không? Biết luôn hả? Rồi nó có ghé thăm ông không? Nó có ghé thăm ông không? Có hả? Ờ, thấy nhìn ông cũng nhiều, nhắc như mày giống kiểu là bị bỏ đói lâu ngày á. Rồi xung quanh mấy cái mộ ở đường trước đây là mộ của ai không? Không. Mộ của ông bà ngoại, bà của má thi. À, của ông bà ngoại nhà ông đúng không? Dạ. Có nghĩa là của gia đình nhà ông. Dạ. Chứ không phải là của người ngoài đúng không? À. Rồi ông ở đây thì ai cho ông ăn uống? Có ai đến đây nuôi ông không? Ông ở đây thì cơm nước ai nấu cho ông ăn? Bên hông nhà của ông cụ thì có những cái ngôi mộ. Ông cụ nói là của cha mẹ mình. Đó. Thì được biết cái căn chòi nhỏ này là lúc trước á, các em của chú cắt cho chú để mà chú sống ở đây. Rồi căn nhà bự này cắt lên để mục đích là mua bán đồ ăn, thức uống, ví dụ gì. Nhưng mà sau này thì đất này đất ruộng nhà nước không cho cắt, buộc lòng là người ta phải chuyển đi nơi khác sống. Căn nhà này bỏ hoang. Thì ông cụ từ cái căn nhà nhỏ này ổng lên nhà lớn ông sống. Sống một cái cuộc sống rất là tồi tàn của chú anh chị. Rất là tội nghiệp. Cái căn nhà này cô chú anh chị mình thấy có thể nè, nó rất là mới luôn, tại vì mới được xây cắt ở đây. Nhưng mà vì do nguyên nhân ở không được, rồi người ta chuyển đi nơi khác sống. Thì ông cụ này, ông không có vợ con gì hết, ông sống tá túc ở đây. Cái nơi ông cụ sống là một cái nơi gọi là tập kết những cái rác thải như thế này. Đồ ăn cô chú anh chị em thấy có thể là thấy kiến bu, rồi tàn thuốc, rồi thậm chí là những cái thiêu nhớt luôn. Cái mùng mền, những cái nơi mà ông chắc đóng ở trên cái giường này để ông ngủ hàng ngày nhìn thấy ghê lắm. Ông ở đây hàng ngày có ai đến thăm ông không? Có cho ông gì ăn không? Có đem cơm. Đem cơm, dạ. Là chỉ có một người mang cơm đến cho ông ăn thôi. Ông ở đây được bao lâu rồi ông? 20 năm. 20 mấy năm, dạ. Hơn 20 năm sống ở đây giống như là người vô gia cư luôn rồi. Và trong khi đấy con thì có vợ rồi, vợ thì cũng về bên vợ rồi. Không hiểu lý do về sao thì để ông sống ở đây. Thì nó có nhiều lý do lắm. Một là giống kiểu là ông không nỡ xa cái nhà này, ông cố tình ông ở đây để giữ lại. Hai nữa là giống kiểu là được giải tỏa đền bù rồi, nhưng mà người nhà lấy hết tiền đi rồi, bỏ ông sống ở đây. Nói chung là nó có nhiều cái lý do để mà mình phán đoán, nhưng mà mình chỉ nói về thôi, chứ thực chất như thế nào thì bây giờ phải nghe ông trả lời hay là phải có người nói chuyện với ông thì mới biết được. Ông ơi, ra ngoài đây được không? Bây giờ họ sẽ mời ông cụ này đi ra ngoài để mình hỏi thăm ông, coi ông cần cái gì, cũng như là ông có đói bụng thì mình mua đồ ăn cho ông. Chứ ngồi đây cái mùi rác thải nó lên khủng khiếp quá cô chú anh chị. Cô chú anh chị em thấy ông đi khập khểnh vậy nè, chắc là đói dữ lắm rồi. Con bên đây đâu? Con bên đây ngồi nhờ, con nói chắc. Trời ơi, tội ghê. Dạ. Chú đất ở đây luôn hả? Thì con đi ngang thấy ổng tội nghiệp quá mà không biết làm sao, mà hỏi ổng thì ổng trả lời không được. Không. Dạ. Trời ơi, nhìn ổng đói tội nghiệp quá. Rồi chú có hỏi thăm rồi cái lai lịch của ông chú này là như thế nào, chú cho con biết được không? Thì cũng anh em ở rừng sớm vậy nè, hoàn cảnh cũng thấy không ai nuôi. Có nghĩa là ông cụ này là có anh em? Có anh em đông lắm. Có vợ con không? Anh em đâu 5, 90 người lắm. 90 người, nhưng mà có anh em, có vợ con
mà anh em ruột đó nghe. Dạ. Mà anh em con nào cũng khá lắm. À. Cũng giàu có lắm. À. Mà thấy gì ông bệnh rồi không ai nuôi. Ừ. Có thằng em út nuôi. Mà cái phần ăn của ổng cũng là được 1 tỷ mấy 2 tỷ luôn nha. Cái phần đó hả? Phần đất này là đó là một gần 2 tỷ đó, 2 tỷ mấy đó. Rồi người em nó lãnh cái phần tiền của ổng thì nuôi ổng. Mà nuôi mà không cho nói chung. À. Hồi đó tạo bển luôn vậy, có cái chạy kia rồi về đây chạy người ta đuổi cái đường lộ này nè. Cái về đây thì cất cho cái chạy này. Rồi bả hai em cất cái nhà này, cái nhà nước người ta không cho ở. Không cho ở bây giờ về tái anh cương mà lộ tẻ ở. Rồi ổng mới lưu vô đây ông ở được, chứ em không thấy. Nhưng mà ông ở đây là bao lâu được? Cũng có 4 năm năm. 4 năm năm à? Sao ông nói là 2 mấy năm ta? À, ông bệnh là 2 mấy năm à? À, ông bệnh là 2 mấy năm. Ừ, bệnh là 2 mấy năm. Vậy là có nghĩa là lúc trước là khu vực này là được giải tỏa được khá là nhiều tiền. Chúng là dạng đất đó, cái này không có giải tỏa cái dạng đường nhà bản đó. Cái nhà ông ở bản chứ không phải đây. Cái này, nhưng mà cái này cũng phải bỏ à? Cái này đất ruộng. Rồi mới về đây cất đất ruộng nè, người ta không cho cất. À, nhưng không cất được ấy. Bà cãi bà cất. Bà cãi bà lên bà cất đặng bà mở quá mà tính bà bán. À. Rồi người, nhà nước người ta không cho. À, không cho bây giờ mới là bà về tan cơ ngoài lộ tẻ ở. Rồi ổng ở đây mà bà không đem ổng dùng ấy nuôi. À. Thấy cũng tội nghiệp. Thấy ổng bỏ giống như trò chết ở đây thôi. Ổng đâu có tính chú cơm mới gì ăn đâu. Rồi trời 9-10 giờ rồi mới đem cơm vô. Rồi chiều 4-5 giờ đem cơm vô. Chứ tối ngày cũng không cho ăn uống nước nâu gì. Trời săn sóc tắm rửa ổng hết trơn. Chứ mỗi lần ổng cũng không có tệ gì nữa. À. Ổng cũng biết. Rồi không ai lo cho ổng, biết ổng càng ngày càng tệ thêm. Yeah. Có nghĩa là càng ngày càng ốm ấy đúng không? Ừ. Ổng bao nhiêu tuổi rồi chú? Ổng 57 tuổi đó. 57 hay 6 mấy? Ổng 57 tuổi. 57 tuổi. Ừ. 57 tuổi mà nhìn như thế ông cụ 80 ấy hả? Ừ. Quá già. Tại giờ bệnh cũng cỡ gần mấy 20 năm nay. À, gần mấy 20 năm nay rồi. Là ông bị gì chú biết không? Ổng hồi đó ông giỏi lắm nha. Yeah. Rồi ổng cũng là ổng tính quen con người ta rồi ba ổng cưới người ta không chịu gả, ổng cũng không được bình thường đó. Người ta không gả rồi tự nhiên ông bệnh sắp bệnh luôn. Vậy là ngày xưa có nghĩa là giống là ông cụ này là cũng đẹp trai. Ừ. Đúng không? Rồi bắt đầu đi hỏi vợ mà người ta không gả. Ta không gả. Rồi, lúc đó là ông đã bị hơi hơi rồi. Ông này ông bị cái gì nè, cận thị. Cận thị á? Ừ. Rồi người ta không gả. Bị cận thị mà không gả. Ừ. Chứ rồi có phải là lý do vì như vậy là ông mới buồn quá ông mới thành ra như vậy không? Ừ, ông buồn quá ông bệnh tới tới luôn đó, rồi bắt đầu cưới vợ em là ông bệnh nhiều thêm đó. À. Đàn em cưới vợ là ông bệnh tới luôn tới giờ luôn. À. Vậy sao hồi nãy ông nói là ông có vợ có con? Đâu có. Hồi nãy ông nói là ông có vợ này rồi có con à, có vợ rồi này. Không nào. Không. Không có luôn. Tới giờ chưa có vợ luôn. Không có vợ con. Đi coi người ta chịu gà gả rồi tốt đầu lại nói chuyện sao người ta không gả cái nào đâu. Cũng khổ ha. Ừ, cái đầu ông già mới được không? Đấy, bắt em đi cứ con là con nhỏ ông coi đó. À, vậy là có nghĩa là ông chú này ngày xưa là quen một cái cô đó. Ừ. Rồi bắt đầu là do gia đình thấy ông bị cận cho nên không có gả. Ừ. Nhưng mà về sau người em ruột của chú á, ừ, lại lấy cái bà đó. Ừ, dạ. Sao bắt đầu ông ấy mới thành ra ông bị bệnh, ông buồn, ông ấy bị bệnh như vậy luôn. Tức là tình anh mà duyên em. À, có nghĩa anh thì yêu nhưng mà người em thì lại lấy. À. Ấy cũng tội nghiệp cho ông này cô à. À. Giỏi lắm. Nào tới giờ cũng giỏi lắm. Mà không có làm bậy bạ phá tán ai gì chứ. À. Anh em không giàu không hả? Đâu mà sao để anh mình sống như vậy trời? Hả? Đâu mà sao để anh sống như vậy trời? Rồi lúc đầu tự nhiên ông bệnh luôn. Tới giờ nó nhỏ rồi đó, ông không hiểu mà cũng giỏi lắm lớn. Yeah. Vậy là ngày xưa là do không lấy được vợ mà em nó lấy cho nên bác mới buồn quá, bắt đầu thành ra mới bị bệnh như vậy chứ. Ờ, mấy bệnh vậy đó, rồi thấy cũng tội nghiệp lắm. Ở đây người ta đi qua đi lại, người ta cũng cho cơm, cho tiền. Yeah. Mấy cô đó ghé lại giao lịch cho tiền hoài. Cho không biết không mấy người xịt vô, thử móc túi trời. Trời ơi. Có bạn thấy dưới chân này, cẩn thận dưới chân có kim chích kìa. Kim, coi chừng nữa. Có kim chích kìa. Ờ, kim chích nhóc đi. Có thấy xung quanh nhà này toàn là kim mà kim không? Kim dữ lắm luôn. Chết cái nó cũng gấp nữa chết. Ờ. Bà có nghĩa là cho tiền ông là bị mấy lần đấy nó bảo nó lấy luôn hả? Cho tiền rồi nó vô nó cái mò túi nó móc ra nè. À. Chứ nhà có gì nè, em không vô dẹp dọn gì cho con nước sẵn cho ông. Thấy ông có mủ thêm cái máy rác luôn, nằm trên cái giường mà toàn rác không? Trời ơi, em mủ nói ông là chỉ đâu mà em đem cơm vô cũng không rửa, không dẹp, không gì trơn. Không lo miếng gì trơn, bởi vì cũng tội ông lắm. Xong rồi. Kiểu này chờ chết thôi chứ là ngày mà là ăn bữa nào ăn chết chết chứ rồi cho như kiểu là giống như bỏ cho chết luôn á. Ừ. Chỉ là đem cơm thôi, đem cơm vô ăn không.
Vậy là cho ăn được bữa nào thì ăn bữa đó thôi. Ăn cái gì ăn được, không được câu chứ không có coi. Chứ còn là sống chết hay không thì không quan tâm. Mình chú ơi, sao chú không về ở cùng mấy em của chú? Em không cho. Ra riêng hả? Không biết đâu. Nhưng mà em nó có cho ở không? Em chú có cho về ở chung không? Em có vợ rồi. Em có vợ rồi. Vợ là người yêu chú ngày xưa hả? Phải không? Tình anh mà chiên em. Nói chú cười kìa. Chú đang chú đang cầm miếng miệng á chú. Đúng không chú? Không mà phải có vợ không cùng đâu. Vợ là không có vợ là. Vậy là do chắc là buồn tình như này. Gần như là giống như kiểu là buồn tình á. Không có vợ là buồn tình. Chú bỏ miếng miệng ra đây đứt tay á. Ê ê bỏ túi hả? Bỏ miếng miệng vô túi, đứt cái túi ông nha, đứt cái. Bởi vì đứt đâu vậy ta? Cả không biết là tôi hồn luôn á. Rồi cầm mấy gắn bông đèn trên đó đó. Rồi, dưới chân mình đang có những cái ống tim, ống chích. Có thể mình đắp ở đâu mà tôi nhìn không cái đất này ta. Ghê quá. Gắn gắn bông đèn trên đó là tầm tối sáng đêm tối ngày luôn. Chứ ông không biết mất điện. Ủa tại vì là còn điện ha. Đây nè. Chiều để tối ngày sáng đêm tối luôn. Dạ. Thì bà con vòng vòng ở đây họ cũng chia sẻ về gia cảnh của chú này ha. Anh em thật sự cũng rất là đông. Cũng có điều kiện khá giả thì được nhà nước cũng thường bồi một ít tiền. Trong đó cũng có phần của ông. Nhưng mà tại vì cái số phận của ông sống như thế này rồi. Mình không biết là cái chuyện gia đình của người ta như thế nào. Thì mình muốn chia sẻ lại về cái cuộc sống của gia cảnh của một ông cụ vô gia cư. Sống đậu một cái trong cái căn nhà hoang của người anh em mình. Khổ sở như thế này. Những cái nơi ông ở nó giống như là một cái bãi rác. Trời ơi quá khủng khiếp. Rồi mọi người đi ngang ai cho cái gì ăn nấy. Rồi thuốc hút cũng vậy, cũng như là tới cử thì thỉnh thoảng người nhà đem cơm ra. Đem tô cơm ra rồi nước uống hết thì cứ đem ra rồi xong rồi chạy về thôi. Rồi ông sống như thế nào thì mặc kệ ông ha, như thế này. Đó cô chú anh chị em thấy nè, một cái bãi chiến trường. Rắc rến. Gia đình ông thì nghe nói là có cả chục người anh em mà ai cũng có điều kiện hết. Cũng ổn định nơi khác. Rồi ông sống ở đây một mình. Tại vì ông có vợ con. Đó, cô chú anh chị em mình thấy cái nơi ông ở nè rất là đặc biệt luôn. Tàn thuốc, xương cá rồi các kiểu. Đồ này mình nghĩ là chắc cũng lâu lắm rồi chưa có được giặt giũ gì hết. Quá trời cái mùi luôn. Trời ơi, khủng khiếp. Sống ở đây mình nên, nếu mà ban đêm mà lỡ có cái chuyện gì thì cũng không ai biết luôn cô chú anh chị. Quần áo hầu như là nó đen luôn, khủng khiếp. Cái mụn nè, trời ơi. Cái tay mình chụp vô cái mụn á cô chú anh chị là nó đen cái tay mình luôn á, tới cỡ đó luôn á. Khủng khiếp luôn. Chụp vô cái tay là đen cái tay mình luôn á, khủng khiếp. Bây giờ phải tìm cách nào cũng như là để mà giải tỏa cái đống rác này, giải phóng đi cái đống rác này, rồi dọn dẹp chỗ này cho sạch. Thấy cảnh này khổ quá tội nghiệp. Cặp bên hông thì có một cái lộ là người ta đang làm hả cô chú anh chị, cặp lộ lớn luôn. Đó. Thì cái căn nhà này nó nằm ở chân cái cặp vách của cái đường lộ lớn. Cho nên là ngày xưa nó là đất ruộng nữa, mình không được phép xây dựng ở đây. Xây cắt gì ở đây hết cho nên là buộc lòng là phải mình làm liều thôi. Sau này nhà nước người ta cấm người ta không cho thì buộc lòng phải đi, về đi. Giờ còn lại cái căn nhà này thành căn nhà hoang. Căn nhà này thật sự còn rất là mới, cũng mới xây cắt ở đây thôi. Nhưng mà tại vì không được phép sử dụng, không được phép ở thì buộc lòng người ta phải tìm cái nơi khác người ta sinh sống. Nhưng mà ông cụ đặc biệt là ít ai quan tâm ổng, không có người nào quan tâm ổng cho nên là buộc lòng ổng phải sống đậu sống nhờ lại ở đây. Thì địa phương ở đây người ta hay nói cái câu là ông này sống chờ chết thôi. Chứ còn ổng yếu ớt rồi ổng bị bệnh nữa. Sống với cái môi trường thật sự ra hửi mấy cái này thật sự ra rất là tội nghiệp của chú anh chị. Tổn lắm. Quá trời rác rến luôn. Đủ thứ các loại. Thì hàng ngày ông hay đi lân tân để mà xin này xin kia để ăn. Mọi người cũng bắt gặp ông hoài. Thỉnh thoảng thì xong cái ông đi vô nhà. Vô cái mùng ông ngồi như thế này nè cô chú anh chị. Thì đúng cái đường lộ đó người ta có cắt
nền nó ngoài nó tẻ rồi ra ngoài đó cất mà bà không chịu cất, bà tính cất cái đây bà mở quán bà bán rồi mấy xã chính cho nó không cho cất chưa có ở gì cho nó ở chừng chưa được mấy tháng rồi. Cái căn chòi nhỏ này trước kia đó là anh chị em của ổng cắt cho ổng để mà ổng ở riêng ngoài này thôi. Nhưng mà sau này em út của ổng ở không được, nhà nước người ta thường bồi xong rồi ra tái định cư ở ngoài khu lỗ tẻ sống. Thì căn nhà này ổng cũng không biết nấu ăn nấu uống gì hết, cho nên là người ta đi rồi bỏ lại căn nhà lớn này thì thành căn nhà quan, thì ổng lên đây ổng sống thôi cô chú anh chị. Đó, căn nhà nhỏ này nè, mình xuống đây mình xem thử căn nhà này có cái gì. Ở đây toàn bộ là ổng chích không à, kim chích không à, cho nên đi rất là sợ. Đó thì cái căn nhà này người ta làm cho ổng sống hồi xưa nè, nhưng mà tại vì cái căn nhà lớn ở không được, buộc lòng người ta đi rồi ổng mới lên cái căn nhà lớn ổng sống. Đó thì cô chú anh chị em thấy là cặp lỗ lớn luôn. Đất này xưa nó là đất ruộng cho nên là người ta không thể nào cho phép cắt nhà được, kiên cố được, xây tường gọi là vững chắc kiên cố được, cho nên buộc lòng là phải đi nơi khác. Lúc này thì ông cụ đang ngồi trong mùng luôn cô chú anh chị, ngày đêm gì cũng ngồi trong đây không nè. Có người đi ngang gặp rất là sợ. Có nhiều chiếc xe người ta đi ngang người ta thấy thì tay dừng lại, người ta cho đồ ăn, thậm chí cho tiền. Nhưng mà cho tiền nhiều quá thì những cái tệ nạn xã hội á đến đây để mà lấy tiền của ông hết à, rất là tội. Cô chú anh chị em thấy ngồi trong mùng mà đội có nón bảo hiểm nè, nhìn thấy thương không? Cô chú anh chị em có thể nhìn thấy cái mùng của ông nè, hầu như là mình nghĩ là lâu lắm rồi cũng không có được giặt rồi, thành lại một cái nơi gọi là tập trung rác thải như thế này. Nó bộ đồ của ông cũng không biết là bao lâu rồi ông chưa thay, ông cũng chưa tắm luôn. Đến đây thì nó có một cái mùi rất là đặc biệt cô chú anh chị, dưới sàn nè, rồi ôi rác thải kia bằng khủng khiếp, rồi ống chích nữa, rồi tàn thuốc, rồi xương cá, nói chung là những cái phải tổng hợp ở đây luôn đó. Giấc này thì cô chú anh chị em thấy ông nằm, đói quá rồi nằm cô chú anh chị, đội cái nón bảo hiểm gì đó. Có nhiều người đi ngang cứ nghĩ là ông đã chết rồi không à. Mình cũng có đi ngang đây mấy lần nhưng mà mình không có nghĩ là ông cụ đang sống ở trong đây. Một mình mà gọi là cô lập như thế này, khổ như thế này. Hôm nay thì tình cờ mình ghé mình đến mình xem, thì thật sự thấy hoàn cảnh của ông rất là đặc biệt luôn cô chú anh chị. Sống một mình cô lập ở trong cái căn nhà hoang này, cái giường của ông ngủ nè, đó. Cô chú anh chị em thấy cái gì cũng có hết, toàn là rác thải không à, khủng khiếp luôn. Cái mùng nó hôi dữ lắm, nó hôi. Đó thì ông cụ sống như thế này, mình nghĩ là lỡ mà ông cụ có cái tình trạng gì mà đặc biệt nhất á, hoặc là xấu quá thì có thể là không ai biết luôn. Tại vì thấy tình hình này ông ốm dữ lắm rồi, tình hình này thấy ông không có còn đi đứng được vững chắc nữa, vững vàng nữa. Giờ mình sẽ đổ cái tô này để cho nó bớt hôi chút xíu, quá lẻ rồi. Thằng thuốc thì cô chú anh chị em thấy là đầy một tô như thế này, không biết bao nhiêu gói luôn á, không biết bao nhiêu điếu luôn. Trời ơi, hút kiểu này thì cái phổi khô gan luôn rồi, khủng khiếp. Đó cái mùng nè, trời ơi, cái mùng mà đụng vô là cái tay mình nó bị nhớt luôn á cô chú anh chị, nó đen cái tay mình luôn á, dữ dằn thiệt. Đây cũng là lần đầu tiên mà mình thấy ông sống khổ như thế này luôn á. Thì mấy anh em đến đây cũng thăm ông cũng như là gửi cho ông một ít tiền để ông mua cơm ăn. Thì trong đoạn video ngày hôm nay chia sẻ về cụ ông như thế này. Video đến đây cũng đã kết thúc. Xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn các bạn trong những clip tiếp theo.